khăn giấy ướt trẻ em Lock & Lock. Được sản xuất và kiểm duyệt chất lượng từ các chuyên gia Lock & Lock Hàn Quốc. Bề mặt kết cấu cốt tông tạo sự mềm mại khi sử dụng. Chiết xuất thiên nhiên từ lơ hội và hoa trà, giúp dưỡng ẩm, kháng khuẩn và làm dịu da. Sản phẩm sử dụng nước sạch đã trải qua 7 giai đoạn tinh lọc để giữ độ ẩm và sự tươi mát. Sản xuất tại Hàn Quốc với hệ thống tự động và đảm bảo chất lượng. Không chứa paraben, không formaldehyde, không dùng chất tẩy trắng, không CMIT và MIT gây dị ứng với cơ thể người. An tâm làm sạch mọi vùng da, nâng niu làn da nhạy cảm của bé. Khăn giấy ướt trẻ em Lock & Lock, thiết kế nắp đậy kín, dễ bảo quản. Độ dày khăn ướt vừa phải, dễ dàng làm sạch mọi vết bẩn. Nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu của bạn. Bảo vệ làn da của bé một cách toàn diện nhất. Khăn giấy ướt trẻ em Lock & Lock. Premium Life. Lock & Lock.